Xin chào cả gia đình Chagavetic. Hôm nay là một buổi tối thật là hạnh phúc. Em Chín tự giới thiệu. Em Chín đến từ thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng. Và em Chín đã biết được Chagavetic qua một người bạn rất là thân thiết. Và em Chín đã đồng hành ngay từ những ngày đầu tiên của Chaga. Và hiện tại em Chín đã phát triển thị trường rất là tốt. Bản thân em Chín đã là người trải nghiệm và chia sẻ ra sản phẩm ra ngoài cộng đồng. Nhưng mà trước tiên á, thì riêng bản thân em Chín, mọi người có thể nhìn thấy trên màn hình không ạ? Em có thể bí mật cho mọi người biết được rằng là em Chín đã là giai đoạn cuối của cao tuyến giáp. Và em Chín đã sử dụng rất là nhiều những sản phẩm khác nhau. Nhưng ở đây có một cái điểm rất là đặc biệt là phải kiêng rất là nhiều và phải dùng rất là nhiều loại thuốc khác nhau. Và khi em Chín biết được sản phẩm Chagabetic, em Chín đã mở lòng ngay từ ngày những giây phút đầu và em Chín sử dụng một cách triệt để. Một cách triệt để thì sau hai liệu trình em Chín đã sử dụng thì cái sức khỏe của mình nó tốt lên rất là nhiều. Nó không bị đau họng nhiều, nó cũng không phải dùng các loại kháng sinh trụ sinh. Và thậm chí là em Chín là trong 8 tháng qua không một lần mất tiếng ạ. Tại vì cái ca tuyến giáp của em Chín đã ảnh hưởng rất nhiều đến cái sức khỏe, thường xuyên bị mất tiếng và thường xuyên bị đau cuống họng và ăn uống rất là khổ, và cái sinh hoạt trong cuộc sống của mình thì cũng rất là vất vả. Và hiện tại em Chín đang ngồi đây rất là năng lượng, thì chắc là mọi người cũng không cần phải nghe về Chagabetic nhiều quá là nó có hỗ trợ như thế nào. Và đặc biệt trong gia đình nhà em Chín cũng có ông xã năm nay cũng đã 64 tuổi rồi, là một sĩ quan quân đội về hưu nhưng mà bị tiểu đường rất là nặng, bị đến cái giai đoạn là cách đây 3 năm nó đã là 24.7 và lở loét toàn thân, ngày nào cũng phải đi bắn tia laser 2 lần hết và dùng rất là nhiều những cái loại thuốc khác nhau, không thể sống thiếu một ngày nào thuốc hết á. Tất cả các cơ quan nội tạng cũng như là cơ thể đã hư hỏng rất là nhiều mà sử dụng thuốc bên 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 tiểu đường rất là cao. Và khi em Chín biết được giấy sòng sản phẩm Chagabetic thì em Chín đã cho ông xã của mình sử dụng. Ngày đầu tiên em Chín đã trải nghiệm cho chính ông xã của mình sử dụng với Chagabetic là 3 viên buổi sáng và 3 viên buổi chiều trong một liệu trình đầu tiên, tức là 4 lọ đó ạ. Thì hết một lọ đầu tiên từ 24.7 thì ông xã của em Chín đã hết một lọ thôi đã xuống được 15.7, rất là tuyệt vời phải không ạ? Rồi hết lọ thứ hai thì lại đi xét nghiệm nữa thì nó xuống được là 11.8, hết lọ thứ ba thì nó xuống được là 10.2. Cái này là có cái tờ giấy xét nghiệm của bác sĩ đó. Tức cứ hết một lọ là mình lại đến đó xét nghiệm một lần là hết 100 ngàn một cái tờ giấy xét nghiệm đó. Và các chỉ số trên cơ thể của mình nó trở về cái mức an toàn khá cao. Và hết lọ thứ tư, tức là hết mới có một liệu trình thôi ạ, thì xuống 6.6 và ông xã của em Chín đã lên được 5 kg. Và hết liệu trình thứ hai thì trong suốt quá trình uống 4 lọ của liệu trình thứ hai đó thì là luôn luôn mức tiểu đường là ở 6.6, rất là tuyệt vời. Và hai liệu trình đó xong thì ông xã của em Chín đã lên được 6 kg. Và bây giờ là trong quá trình được 6 tháng rồi, mức tiểu đường không hề lên và sức khỏe rất là hồi phục rất là nhanh và cơ thể nó thay đổi một cách hoàn hảo. Và điều đặc biệt đó là trong cái thời gian em Chín điều trị cho chính ông xã của mình đó, thì lại có một người bạn cũng là bạn của ông xã em Chín đó, thì cũng là 67 68 tuổi rồi mà anh ấy lại không may mắn như mọi người, anh ấy mắc cái chứng bạch cầu rất là cao. Nói chung là về tóm lại về cái giai đoạn cuối rồi và anh ốm đi rất là nhiều và da rẻ nó sa sút rất là nói chung là mọi người vẫn nói rằng là sống được ngày nào hay ngày đó đó. Thì em Chín cũng mở lòng và chia sẻ với anh bạn đó là anh cứ theo cái điều trình của bác sĩ đi, cố gắng đi vào hỗ trợ thêm Chagabetic của mình vào xem như thế nào. Tại vì cái lúc đó thì cách đây khoảng 6-7 tháng em Chín cũng rất là mơ hồ bởi vì chưa gặp cái trường hợp mà bạch cầu như vậy. Thì bắt đầu cái ngày anh sử dụng anh cũng tin tưởng em Chín rất là nhiều và anh bắt đầu sử dụng. Thì cái ngày anh bắt đầu sử dụng đó, anh đi xét nghiệm mà cái chỉ số của bác sĩ đó thì cái hàm lượng bạch cầu của anh là đến 32 ngàn cơ, rất là cao, cao lắm ạ.
và cái anh bị khô da và anh bị bong tróc rất là nhiều, nhìn anh ấy là mọi người không dám tới gần bởi vì là nó bong tróc da và nó lở loét và nó rụng hết tóc, và chân tay anh cũng vậy đó, nó luôn luôn nó cứ đỏ rực lên vậy đó, nó đỏ rực như như là một cái bị mình bị dị ứng một cái gì rất là nặng và nó phồng rộp hết lên, nó thấy thương, nó nhìn thương lắm. Và anh phải dùng luôn luôn anh phải dùng những cái là kem mà dạng như để cho mềm da đi, cho mát da đi để khỏi bị cháy da đó. Tức là họ sống trong cái hoàn cảnh rất là đau đớn và khổ sở. Thì anh cũng kiên trì sử dụng sau một liệu trình. Tức là trong quá trình mà anh sử dụng bốn lọ đó thì vẫn đi kiểm tra bác sĩ thường xuyên. Nhưng đến cái lọ thứ tư, bắt đầu chớm đến cái lọ thứ tư và anh đi xét nghiệm của chính bác sĩ tại Sài Gòn đó, thì cái hàm lượng bạch cầu của anh là xuống được 3.8, từ 32.000 rồi còn có xuống 3.800 thôi ạ. Và tất cả cả nhà cả gia đình cả họ hàng là vỡ òa lên đó, nghẹn hết, mọi người là cảm thấy rất là vui mừng và hoan hỉ là anh đã tin tưởng cái dòng sản phẩm đó và anh đã sử dụng liên tục duy trì, mà anh đã có chỉ có cần một cái biện pháp là anh uống thêm nước thôi và anh uống thêm cái nấm thô dạng như nấu pha hãm hãm trà theo cái nồng độ vừa phải thôi chứ cũng không cần phải đặt đâu ạ. Và sau lọ thứ năm á thì anh thay đổi rất là nhiều, nước da hồng hào lên và da nó không bóc bong tróc nhiều, và hiện tại là anh đã tham gia sử dụng chính trên bản thân anh á, là từ ngày 21 tháng 4 đến hiện tại là được 6 tháng phải không ạ? 6 tháng mà ra một cái chỉ số bạch cầu còn có 3.800 thôi, đó là một điều rất là tuyệt vời. Cho nên là em chín đã lan tỏa rất là nhiều. Ở đây chúng ta không phải chỉ riêng một cái tiểu đường mà chúng ta có thể hỗ trợ như ung thư tuyến giáp, ung thư gan hay là bạch hạt được bạch cầu, đó là ung thư máu đó ạ. Người ta nói tránh đi thôi ạ. Còn cái em thấy em chín thấy là những cái đó là những cái mạn tính lâu năm rồi và những cái bệnh mà không thể hóa giải được và người ta chấp nhận bằng lòng với cái số phận của người ta, mà bây giờ người ta đã nhờ cha gặp tích để cuộc sống người ta lại tốt hơn lên rất là nhiều. Và hiện tại thì em chín cũng mong muốn tất cả mọi người lan tỏa một cái cách tích cực nhất và nhanh nhất và hiệu quả nhất để mọi người cùng biết đến cái dòng sản phẩm của chúng ta, để cho mọi người có một cái cuộc sống hạnh phúc hơn, tốt đẹp hơn, và bản thân mỗi một con người trẻ trung hơn và đẹp hơn. Và hiện tại thì cũng rất là chúc mừng cho tiến sĩ Nguyễn Văn Linh và cũng như là công ty dược phẩm Tinh Ngọc đã đưa đến cho gần gần 6 triệu dân, gần 6 triệu dân của chúng ta đang mắc này tiểu đường, tim mạch và huyết áp ở ngoài, và rất là tuyệt vời. Thì chúng ta sử dụng chỉ một đến hai liệu trình thôi đã có những cái kết quả rất là tuyệt vời. Em chính là đã đồng hành cùng ngay từ những ngày đầu tiên. Nếu mà nói về kết quả thì em chính nhiều nhiều lắm ạ, rất là nhiều. Nhưng mà em chính chỉ chia sẻ đơn giản là một vài cái căn bệnh đó thôi, thì mọi người cứ tưởng tượng ra là những cái nan y, những cái mãn tính lâu năm rồi mà có thể hỗ trợ một cách tuyệt vời hoàn hảo như thế, thì những cái thông thường như là đào thải độc tố hoặc là làm cho cơ thể của mình chuyển hóa cơ thể một chút thôi thì nó rất là đơn giản đấy ạ. Nên mọi người cứ mở lòng và trải nghiệm sản phẩm Chagabactic của chúng ta một cách hoàn hảo nhất, và họ cho gia đình nhà mình có một cái cuộc sống hạnh phúc nhất. Em chính xin cảm ơn hôm nay đã công ty và MC đã cho em chính lên đây để chia sẻ kết quả với mọi người, và cảm ơn những người đã đưa đến cho em chính biết về dòng sản phẩm này, và biết ơn mọi người lắng nghe về buổi tối ngày hôm nay. Em chín xin cảm ơn và xin hết ạ. À.